Chào các bạn đã trở lại với chương trình Bếp Quốc Việt Live với Thu Hương. Bonjour tout le monde, Kim Phượng. Dạ, xin chào các bạn. Hôm nay cô Kim Phượng nhà ta nói một câu tiếng Pháp. Chắc chắn rằng là các bạn sẽ nghĩ ngay đến một món ăn Pháp. Đố Kim Phượng hôm nay Thu Hương làm món gì? À, không biết, món gì có trái cây đó, thấy ngon quá. Kim Phượng biết rằng là Quốc Việt Food có hai loại bột làm bánh kẹp. Thứ nhất là bánh kẹp lá dứa, thứ hai là bánh Hồng Kông Egg Puff. Nhưng mà Thu Hương đã được một cái anh người Pháp đã dạy cho Thu Hương cái cách làm bánh crepe bằng bột Hồng Kông Egg Puff. Wow. Phượng biết rằng là bánh crepe là nó xuất xứ từ bên Pháp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay không cần phải qua Pháp nha Phượng. Không cần phải qua Tour Eiffel. Tour Eiffel, Lord the Trump hả? Trump và Tour Eiffel để mà có được cái món bánh crepe. Các bạn sẽ có món bánh crepe ngay tại Bếp Quốc Việt. Vậy thì trước tiên là các bạn phải cần có Hồng Kông Egg Puff nè, bột Hồng Kông Egg Puff nè, rồi thứ hai nữa là phải cần có 4 cái trứng nè, thứ ba là 1 cấp nước nè, 1/4 cấp bơ và 1 cái tablespoon rượu rum. Nhưng mà hôm nay ở đây thường cho rượu tequila. Wow. Dạ, vậy thì bây giờ trước tiên đấy. Ngon lắm đó. Dạ, bây giờ bà Phượng giúp Thu Hương nha, bây giờ phải mix bột trước nha. Okay. 1/4 cấp bột của bánh Hồng Kông Egg Puff. Này để Thu Hương lấy coi cái bánh Hồng Kông Egg Puff của mình đây. Thu Hương cần 1/4. Mà chắc các bạn cũng thắc mắc là tại sao bánh crepe lại có cái chocolate powder. Các bạn phải theo dõi chương trình nha. Rồi từ từ Thu Hương sẽ hướng dẫn cho các bạn tại sao cần chocolate powder của Caffeina trong cái bánh crepe mà làm với bột Hồng Kông Egg Puff. Rồi bây giờ Phượng đập cho Thu Hương 4 cái trứng vô nha. Okay. Bây giờ Hương sẽ cho 1/4 cấp bột. Xin lỗi, 1.5 cup bột nha. Của Hồng Kông Egg Puff, đây là 1 cup nè và nửa cup nè các bạn. 1 cup, nửa cup là 1.5 cup. Đi bên Tây thường thường á, mấy cái cạc dê của nó đó, là mấy cái quận của nó đó, đều có tiệm bánh crepe ở ngoài đường. Họ bán ở ngoài đường rất là ngon. Mà crepe có thể làm ngọt, mà cũng có thể làm mặn được nữa, nếu tùy theo cái loại mình muốn ăn. Mà Thu Hương thấy đó, cái bánh crepe rất là popular ở bên Mỹ này nè. Chỗ bắt nào tàu á. Chỗ nào cũng có bánh crepe, Phượng thấy không? Đúng. Đây nè, 1 cup nha các bạn, 1 cup bột bánh Hồng Kông Egg Puff thường cho vô. Rồi thêm nửa cup nữa. Bây giờ thường sẽ múc nửa cup cho các bạn nha. Đây là nửa cup. Thấy là tất cả các sản phẩm của công ty thực phẩm Quốc Việt rất là đa dụng. Các bạn có thể làm bánh Hồng Kông Egg Puff nè, làm bánh crepe nè, làm ice cream cone nè từ cái bột Hồng Kông Egg Puff. Mà ngày hôm nay ice cream cone nữa. Ngày hôm nay Phượng biết không? Không biết. Nếu mà Phượng muốn cần có một cái lon Hồng Kông Egg Puff là Phượng chỉ cái vào cái website www.caffeina.com để mà Phượng mua cái hộp bột bánh Hồng Kông Egg Puff này nè. Đó, hoặc là Phượng có thể gọi cho công ty là 714-283-3663 extension 301. Mà Phượng phải nói thêm là tôi mới vừa coi cái chương trình bánh crepe làm từ Hồng Kông Egg Puff, thì chắc chắn rằng quý vị hay là Phượng sẽ có một cái giá rất đặc biệt để cho cảm ơn cái sự theo dõi của khán giả của mình. Sau đó này nha, 4 cái trứng nha, 1.5 cup bột Hồng Kông Egg Puff và 1 cup nước. Đó, nước lạnh không? Nước lạnh đó, Phượng đánh lên cho Hương. Thường thường đó Phượng biết không, mình khuấy bột á, mình khuấy bột á, mình phải khuấy trước 1 tiếng đồng hồ. Rồi, sau đó đó là cái này là cái bơ đó, 1/4 cup bơ nè, 1/4 cup bơ. Mà thương cho nó mềm rang tí nha. Mà tại sao phải khuấy trước 1 tiếng đồng hồ hả? Để cho nó sado hay là nó ủ lại đó hả, phải không? Đúng rồi. Cho nên á, cái bánh crepe của mình á, nó đặc biệt lắm vì nó vừa có rượu nè, vừa có cái độ thơm sẵn, mà Phượng thấy là vừa có cái màu vanilla với lại cái màu từ trứng nó lên nữa. Cho nên rất là ngon. Mà Hương biết không, thường thường họ làm crepe á, có cái sau này Phượng thấy người ta hay làm với ngàn lớp nữa. Đúng rồi. Ngàn lớp không? Caffeina đã có rồi. Phượng với lại các bạn khán giả phải vào social media bánh ngàn lớp làm từ bột của Hồng Kông Egg Puff. Phượng thấy không? Bột Hồng Kông Egg Puff đã lợi hại không? Đó. Đúng rồi, có mua một cái đó thôi mà làm được bao nhiêu đây, thứ ha. Đúng như vậy. Đây, bây giờ nè Hương sẽ quấy cái bột này lên ha. Là gồm có cái gì đố Phượng á? Phượng biết là cái công thức này gồm có cái gì? Công thức này là có trứng nè ha. 1/4 cup
một cốc rưỡi bột bánh Hồng Kông Express, một cốc nước, 4 cái trứng, 1 teaspoon rượu rum và 1/4 cốc bơ mà Thu Hương mới cho nó chảy ra nè. Đó, ngoáy lên như vậy thôi. Bơ. Rồi. Nói tay là bơ. So Phượng, you welcome to speak. Tính tay vô nữa. Okay. Các bạn nhớ là thí dụ ở nhà mình không có rượu rum á thì mình cho rượu nào cũng được nha các bạn. 1 tablespoon rượu nha. 1 tablespoon rượu thì cái bánh của mình nó rất là thơm. Và đây nè, Thu Hương cho 1/4 cốc của bơ mà Thu Hương đã làm cho nó chảy ra rồi. Wow. Rồi. Nhưng mà khi mà đó các bạn nhớ là mình phải để cho cái bơ nó nguội rồi mình mới trộn nha các bạn. À đó. Chứ không có ok nguội. Bơ chảy mà bơ nguội. Đúng như vậy. Và tiếp theo đây là 1 tablespoon rượu nè. Mà Thu Hương không có rượu rum cho nên Thu Hương cho cái gì đây? Tequila. Tequila. Ok, đó, 1 tablespoon rượu nha. Rồi, bắt đầu mình okay. Mình để qua khoảng chừng 1 tiếng. Nhưng mà hồi nãy đó, trước khi mà lên livestream thì Thu Hương đã làm sẵn rồi cho các bạn. Các bạn thấy không? Đó, rất là ngon. Bây giờ mình để qua, bây giờ Thu Hương đổi qua cái tô mà Thu Hương đã mix sẵn cho các bạn rồi. Đã ủ rồi. Đó, cái đây. Tô đã ủ rồi, 1 tiếng đây, đồng hồ đúng rồi. Đúng rồi, đó, thấy chưa? Thấy cái màu nó đẹp không? Đó, Thu Hương đã làm sẵn cho các bạn rồi. Thấy nó láng quá ha, nó smooth dễ sợ. Và bây giờ nè, Hương sẽ mở cái bếp lên nè. Thật sự đó, cái bếp này đó là cái bếp mình mới vừa mua, mình chưa có, mình chưa có làm qua, chưa xài nhiều, chưa có xài qua, cho nên là mà nếu mà nó không có đẹp mắt thì khán giả thông cảm cho Thu Hương nha. Rồi, nhưng càng làm thì càng đẹp, đúng không? Càng đẹp mắt, càng practice thì càng đẹp, càng đẹp mắt, đúng như vậy. Đúng. Bây giờ đây nè, mình làm nè. Ok, bây giờ Hương sẽ đổ ra cho các bạn nha. Ok, okay. Đó, bây giờ cái máy của mình nó nóng rồi đây nè. Ừ. Đó, bây giờ Phượng phải lấy cái này là trước khi đó mình phải làm ra đây. Ok. Ok, mình phải đổ ra đây. Mình phải cho mình spray cái này. Dạ, yeah, mình spray. Cho nó đừng có dính đúng nó không? Đừng có dính. Nhưng mà sau đó mình phải lau đi nha các bạn. Ồ. Oh. Ồ, mình đừng có để cái này thì cái đó bánh của mình quá. Nó không có láng nha. Đó. Okay. Đó, mình phải lau đi. Ok, mình phải lau. Đó, Phượng lấy cái đó. Đây, rồi. Đây nè. Bắt đầu bây giờ là khi là cái máy nó nóng rồi nè. Đó, Hương mới lau đi. Hương lau cái bơ đi nha. Rồi. Máy nào cũng vậy ha, tùy đúng theo máy rồi. Đúng không? Máy nào mình cũng làm như vậy. Cái đó là Hương đọc cái trước khi mua cái máy có, đó. Đừng có bị dính lại nhiều quá đừng không? Đừng có bị bơ da, đừng có bơ trên nó. Rồi. À, okay. Bây giờ giây phút quan trọng đã đến. Và không biết mình có làm đây, đây nè Phượng rồi. Bây giờ Hương nè, đó. Đó, ok. Đây, Hương đổ lên ha. Đổ lên. Người ta là nói một là muỗng ha. À, hả, một muỗng. Nhưng mà người ta nói mình đó, đó, cái này tại vì cái chỗ này của mình nó không có thẳng lắm. Nó không có ngang bằng á. Đây à, Phượng thấy rồi, cái nắp cái dưới nó không có bằng lắm cho nên hả. Thôi các bạn chịu khó với Thu Hương nha. Đó, Thu Hương ráng hết sức mình, ok? Ráng hết sức mình. Đây. Oh no. Trời ơi, thấy nó có vẻ mỏng lắm nha. À, cái đó từ từ. Vậy là đúng là crepe của Tây rồi đó. Từ từ crepe nha. Crepe của Tây là thường thường rất là mỏng. Dạ. Yeah. Nhìn rất là mỏng đó Thu Hương. Đó, mà một cái nữa đó, các bạn biết không? Một lát nữa đó mình sẽ lật qua. Mình lật qua để Thu Hương mang cái bao tay vô. Đó, thì cái giờ đây các bạn nhớ nha. Rồi, để cái này ở đây. Để mình lấy ra nha. Để từ từ mình sẽ làm cho nó đẹp hơn nha các bạn. Đó, cái này là cái đầu tiên. Thu Hương thử khuôn thôi. Các bạn đừng có lo nha. Thu Hương từ từ, Thu Hương sẽ làm cho nó tròn hơn một tí. Bắt đầu nha. Đó, một cái. Wow. Bây giờ để cái thứ hai. Đó, Phượng có thể hửi được cái mùi bơ đó. Chắc là Phượng nói là tại sao Thu Hương không có spray. Nhưng mà Thu Hương thử. Chỉ có người ta chỉ nói spray một lần thôi. Dạ. À. Thực sự đó Phượng biết không, chương trình Bếp Quốc Việt Live với là không ngoài cùng nhau học hỏi. Cho nên các bạn thấy mà Thu Hương làm không đẹp á thì các bạn cùng học hỏi với Thu Hương nha. Đó, đừng có. Đó, đây bây giờ Thu Hương làm lại cái nè. Hy vọng là nó đẹp hơn cái nãy nha các bạn. Rồi. Mình thấy cái này giống như là mình đổ bánh cuốn nha Phượng ơi. Đúng chắc rồi. Là có lẽ mình đổ đúng bánh rồi. Cuốn nó dễ. Nó dễ hơn các Phượng hả? Uh-huh. Thôi mà cái này thơm quá. Thơm cái này làm giống như là mình ở bên Tây. Dạ, rất là thơm. Mà thường thường á Thu Hương thấy cái anh mà chỉ Hương cái cách pha bột này nè là ảnh là người bên Pháp 30 năm. Và anh nói là cái món bánh crepe này nè là người ta ăn bánh crepe với lại uống gì đố Phượng? Uống apple cider hả? Đúng hay rồi, apple cider. Bánh crepe này uống với apple cider. Mà cái trái cây ở trong đây là quan trọng nhất là trái chuối và trái dâu hoặc trái kiwi. Nhưng mà nếu trái cây mà bồ mua mà nó bị hơi chua đó thì Phượng phải cho thêm đường. Đúng rồi. Tại vì cái bánh crepe này nó không có hợp với chua. Nhưng mà phụ nữ mình thì hay thích ăn cái gì chua chua đúng không? Đó, đó, đây bây giờ cái xong mà lật lại nè các bạn. Các bạn thấy không?
Nô thường nhớ là bên Tây á, thường á, làm crepe là nó có con manhê, có thể bỏ con manhê trong hay là bỏ sugar thêm nữa. Đúng đó rồi. là crepe ngọt. Còn crepe mặn á, là người ta bỏ jambon, là có nghĩa là ham. Có nhiều loại làm, cách loại để làm crepe lắm. Đúng như vậy. Rồi, đây. Rồi. Ăn nhiều loại. Đó, hai cái rồi. Wow. Bây giờ Thu Hương sẽ làm thêm cái thứ ba nữa nha. Wow. Hy vọng nha. Ok. Ok. Wow, cũng được lắm á, Thu Hương. Mà Phượng có biết không? Cái crepe á, thường thường đó mình phải làm với cái, mình sẽ còn cần cái Nutella. Nhưng mà hôm nay đó, cặp Vina có cái loại cái chocolate powder, cho nên Thu Hương sẽ chỉ cho các bạn làm một cái loại kem rất là ngon. Đúng. Thu Hương nghĩ không dám nói là ngon hơn Nutella, nhưng mà nó lạ, mà nó đặc biệt lắm các bạn. Cây nhà lá vườn, tại sao mình phải đi mua những cái gì mà mình phải không có ở nhà, mình phải đi mua thêm. Cái gì mình có ở nhà mình cũng xài được hết. Thu Hương học theo cách của Chef Benny, cái gì trong nhà cũng tận dụng được hết, không cần phải đi mua các bạn ơi. Đúng rồi. Đó, đúng cho rồi. Nên á, ở nhà ở Cafina này có bột cacao nè, hoặc là cái bột chocolate nè, là mình xài được hết đó các bạn. Hoặc là Cafina cũng có sản xuất cho những cái nhà hàng cái loại mà chocolate sauce nữa. Nhưng mà Thu Hương sẽ làm cả hai, vừa bột cacao mà vừa chocolate sauce. Okay. Thì theo cái taste của mọi người thôi. Đúng như vậy. Có thể người ta thích Nutella thì người ta bỏ vô. Yeah. Người thì thích ngọt, người thì thích mặn thì tùy theo. Tùy theo, đúng mà như vậy. Mà hôm nay là tụi mình làm ngọt nên nhìn rất là ngon. Và chắc chắn rằng là cả lát nữa đó Kim Phượng sẽ phải thử, rồi Kim Phượng phải cho khán giả biết coi ngon hay dở nha. Ok. Nếu mà dở là Kim Phượng cũng phải nói thật nha, để cho wee. Dạ. Rồi, đây bây giờ để Thương bỏ hai cái này là nó nguội rồi nè. Một lát nữa là Kim Phượng phải phụ với Thương để gói. Ok. Okay. Rồi. Thấy cái màu của vàng của nó rất là đẹp, thấy không Phượng? Đẹp quá. Phượng để bên này nè. Đó. Cái đó mình đi, mình không cần đánh nữa, mình để qua một bên. Ok. Rồi, Thương làm thêm một cái nữa thôi nha. Là bắt đầu Thương sẽ cuốn cho các bạn xem. Thường thường đó, 1.5 cup bột Hồng Kông X Puff đó, là Kim Phượng làm được 15 cái bánh crepe nha. Oh, 15. Wow. Và cái khuôn này là các bạn sẽ hỏi là Thương mua ở đâu? Thương mua trên Amazon. Và Phượng biết không, nếu mà ở nhà các bạn mà không có khuôn á, không sợ, mình lấy những cái chảo nào mà nó bằng á, là mình làm được hết rồi các bạn. Đúng rồi. Nhiều đúng khi rồi. Cái chảo mình đổ bánh xèo nó còn dễ hơn các bạn, theo như Thương nghĩ. Dạ. Ok. Mấy cái món này mà có con nhỏ là nó mê lắm, mê. Nó đứng đó nó quậy với mình dạ, luôn á. Okay. Là cái đó là cũng super assistant á. Mà cái đó là cũng là một cái cách mà để cho giữ con em mình nó ở nhà với mình, ở thấy không? Nếu mà mình làm mạnh tay quá thì là mình sẽ quay luôn cái bánh luôn. Đó. Cho nhưng nên không sao, mình chán nó qua. Dạ, mình chán nó qua lại. Tôi nghĩ là mình đó hả, mình đó mình mà làm mà với lại cái khuôn cái chảo ngang, cái chảo bằng thì chắc là nó dễ hơn ha các bạn. Đó, mình chỉ làm mỏng ra thôi, nhưng mà mình phải để cho cái nồi, cái khuôn của mình nó nóng á thì nó mới dính lại nha các bạn. Còn không á là mình quẹt cái này là nó đi hết à. Rồi. Đúng okay. Rồi, cái độ nóng của cái khuôn này cái là khuôn, chắc là đi tới một mỡ cỡ nào thôi. Đúng vậy. Chứ nó không có nóng như là professional mà trên chiếc stove đâu. Nhưng mà cái mà Thương thích nhất là nó thơm. Thơm. Và cái màu thơm. Nó vàng đẹp, nó bị rách rồi, không sao. Rồi, bây giờ chuẩn bị mình gói nha. Bây giờ Kim Phượng nè, Kim Phượng giúp Hương nha. Ok. À khoan đã, bây giờ trước khi mình gói đó là Hương phải đánh cái cream này. Bây giờ đó, cái cream mà thay vì mình có Nutella mà bây giờ mình không có Nutella thì bây giờ đố Phượng là bây giờ Thương phải đánh cái cream lên cho Phượng nha. Đợi Hương nha. Rồi, Thương để cái này ra đây cho nó nguội. Và bắt đầu bây giờ Thương cất cái này đi. Đó, okay. Bây giờ Thương đánh cái cream lên cho các bạn nha. Bắt đầu bây giờ cái cream này nè các bạn, là mình cần cái gì? Mình cần có cái heavy cream để mình làm nha. Đúng ra thì nếu mà các bạn nào thích Nutella thì làm cũng được. Nhưng mà hôm nay nè Thu Hương muốn là một cái cup heavy cream là 8 ounce heavy cream. Và Thu Hương cho thêm cái bột cacao này của Cafina nè, cái bột chocolate này của Cafina đây các bạn nha. Rất là thơm mà không có ngọt nha các bạn. Đó, Thu Hương thí dụ mà 8 ao như vậy đó thì Thu Hương sẽ cho một cái scoop nó đã có sẵn trong cái lon bột này rồi nè các bạn. Đó. Wow. Thì cái rất là thơm, không hề ngọt, nhưng cái màu nó không được đẹp lắm. Thu Hương phải thú nhận là cái bột chocolate nó thơm nhưng mà nó không có đẹp. Thì Thu Hương phải cho thêm cái chocolate sauce. Đó, chocolate sauce để cho cái màu, cho cái màu nó đậm, màu nó đậm lên. Đúng rồi. Okay. Vậy là xong. Vậy thì bây giờ mình phải cần cái gì lên. Cái này, cái đồ đánh thôi, mình đánh lên. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn nhớ là trước khi mình đánh á, mình phải để cái heavy cream của mình ở trong tủ lạnh cho nó thật là lạnh.
còn nhiều người còn kỹ, người ta còn để cái cup này này trong tủ đá, chả rồng đá. Nhưng mà khi các bạn đánh á, các bạn phải nhấc cái này lên, đừng có để nó sát quá thì nó sẽ không có cái e, nó không vào thì cái cream của mình nó không có phồng và nó cứng lên nha. Đó, mình phải nhấc nó lên, mình phải nhấc cái máy đánh của mình lên. Thì một lát nữa Phượng sẽ thấy nó đặc lắm, nó đặc lại. Làm như vậy nhìn giống như là chocolate mousse á. Exactly, yeah. Đó, thấy không, mình đâu có cần chocolate mousse mà thơm mà ngon lắm. Thơm lắm. Yeah. Okay. Đó, nếu mà Phượng thấy cái màu này nó Phượng không có happy lắm thì Phượng lại cho thêm chocolate sauce. Sauce rồi cho nó đậm lên tùy theo mỗi người của mình ha. Đó, Phượng đánh nè. Đó, Phượng lấy cái chocolate sauce Phượng cho thương lên một tí đi. Cho okay. Cái màu nó đậm lên. Đó. Này. Bóp mạnh vô. Rồi. Khi nào cũng hết rồi thì mình xem. Được rồi đó Phượng, được rồi. Rồi. Đó, thấy không các bạn? Cái gì ở nhà mình có mình cũng làm được hết, mình cũng chế ra được hết á. Còn có nhiều bạn á còn lấy cốt sinh tố để làm các loại mousse của cốt sinh tố và cho vô cái bánh của mình nha. Thấy thì nó đúng là thấy là mousse rồi đó. Dạ, yeah, đó. Thấy không? Ngon. Rồi Phượng đánh cho Thương tí đi. Thương cuốn cái crepe của mình nha. Bắt đầu là Thương sẽ cho cái cream này và Thương sẽ quết nó. Ok. Đây, quết nó lên nè các bạn. Wow. Quết một cái lớp này lên nè các bạn. Đó, thấy không? Không biết để đây mình có thấy, đây thấy chứ. Rồi, thấy chứ, rồi. Thấy chứ đăng đó. Thay vì cái lớp này nè, đó rất là ngon. Nếu mà các bạn không quết, cái này là chỉ có cái heavy cream với lại cái bột cacao của cà Vina thôi các bạn. Đúng. Và rồi. cái mà quan trọng nhất của cái crepe là chuối. Mình sẽ cho chuối vào nha. Chuối nè các bạn nè. Đó. Đó, tùy theo các bạn muốn gì bắt, các bạn có thể để Nutella, có thể để confiture, jam. Dạ, nhưng mà cái trái kiwi của mình nè là nó hơi chua, Thương biết là nó chua, từ nãy Thương có ăn thử thì Thương sẽ cho thêm một tí đường nha. Tại vì á cái crepe nó không hợp với trái cây chua nha các bạn, một tí xíu thôi để cho cái trái cây của mình nó đừng có chua. Đó. Đó xong rồi. Xong rồi tiếp theo là Thương cho trái dâu của mình vào. Đó, dâu lên. Mà cái quan trọng nhất là chuối nha các bạn. Các bạn có thể cho những cái trái cây nào mà mình thích thôi cũng được hết, không cần phải mình thích ăn cái trái cây nào mình cho cái trái cây đấy. Rồi, bắt đầu mình quấn lại nè các bạn nè. Đó, mình quấn lại. Cái này là Thương học của cái anh đó, anh ở bên Pháp 30 năm. Và Thương muốn giới thiệu đến khán giả của Bếp Quốc Việt Live cái món bánh crepe. Đó, như vậy thôi. Và mình phải ăn với cái gì? Mình ăn với cái nĩa, cái muỗng ha. Rồi, để đây. Có thể một cream. Em. Từ từ, để Thương làm hết 4 cái nha. Rồi bắt đầu Thương mới trang hoàng một lúc nha các bạn. Đây, cái này để đây. Đó. Đó, bây giờ Phượng quét cho Hương đi nha. Okay. Phượng quét, Phượng biết làm rồi ha. Biết, biết. Rồi, ok, Phượng quét cho Hương rồi Phượng gói y như vậy ra 4 cái thì Thương làm cái flambé cái. Bây giờ cái bếp của mình nóng rồi nè. Và Thương sẽ cho rượu vào. Đó, cái dụng mà cái trái cây nào mà nó chua, Phượng xếp chuối trước. Okay. Phượng xếp chuối trước. Xong rồi Phượng cho tí đường vô. Đó. Bơ, đây là rượu đó các bạn. Thơm. Rượu ha. Mình cho nó nóng thôi nha. Mình nóng thôi, không có cho nóng quá. Đó, rượu. Rồi, xong bắt đầu là tắt bếp đi. Vậy thôi. Vậy thì bây giờ đây, Thương sẽ chế cái này lên. Okay. Sẽ chế cái rượu. Đúng là cái rượu này là nó sẽ là có lửa lên nha các bạn. Và bây giờ nó không có được thì bây giờ Thương chế cái này lên một tí rượu. Đó, chế lên một tí rượu. Rồi các bạn có thể trên cái vừa rượu các bạn có thể để thêm mấy cái fruit slice nữa cho nó đẹp cũng được vậy. Vâng, và đây là cái whipped cream nè. Mình đúng trang rồi. Hoàng nè, mình trang hoàng cái whipped cream nha. Mình trang hoàng cái whipped cream đây. Và cuối cùng đó là các bạn cho cái này hoặc là cho cái chocolate sauce lên. Cái bánh crepe này Thương không biết sao nó rất hợp với chocolate sauce. Đó. Đẹp quá. Đó các bạn. Một cái quick dessert mà các bạn có thể làm ở nhà được. Mà thực sự đó là mình phải làm cho nó khi mà nó cái crepe này là người ta nói là mình phải ăn nóng. Đó, vì thế cho nên cái flambé đó nó có phải nóng lên cái bánh crepe của mình đó các bạn. Dạ. Đúng.
Rồi, vậy là xong một cái đĩa crepe của mình nha. Và để Thương làm một cái đĩa thứ hai cho Kim Phượng thử nha. Ok. Mình có thể cho thêm trái cây lên, cái đó là tùy của mình, cái sở thích của mình nha các bạn. Đó. Rồi, đây là hai cái và cái thứ ba đây. Sao Phượng phải làm nó dẹp dẹp xuống chứ. Dẹp dẹp xuống thì nó mới giống, nó mới để cái chỗ nó lên được cái. Đây. Rồi bây giờ Phượng chuẩn bị muỗng, chuẩn bị nĩa với lại fork để mà ăn thử đi. Rồi Phượng cho các bạn biết coi cái crepe mà làm với lại cái bánh Hồng Kông egg puff của mình như thế nào. Yeah. Đó, Phượng lấy cái đó đi. Dạ, Phượng thử cái đó đi. Và Phượng phải cho biết là cái bánh, cái cream của mình nó như thế nào nha. Thấy nhìn ngon quá, thơm quá à. Thơm mùi bơ. Ok, rất là thơm. Ok, bây giờ Phượng thử, thử đi nha. Rồi, thường thường ăn crepe này nè là mình phải ăn uống với apple cider nha các ngon bạn. Ngon quá. Đó, Phượng thấy nó có ngọt không? Je t'aime, bếp quốc Việt. Crepes. Yeah. Đúng rồi, je t'aime. Rất là dễ làm ở nhà. Mà và nhớ lại kỷ niệm khi mà mình đi qua Paris, ngay main góc đường đều có crepe hết. Và bây giờ mình làm được ở nhà rồi mà nó rất là mỏng nha. Nó rất là mỏng. Mà cái bánh nó thơm và hương vị. Nó thơm nữa, rất là ngon. Ok. Rồi Thương và cái sauce cũng ngon lắm nha Thương. Cái sauce mà mình làm là thay cho Nutella đó các bạn, là heavy cream. Nó nhẹ lại, hơn Nutella. Yeah. Tại vì Nutella có nuts sẽ chổng nhiều quá. Đúng rồi. Nên cháu nào á mà allergy về nuts á, có thể là không ăn được cái Nutella, nên làm theo cái chocolate sauce này hay đó. Đúng như vậy, cho nên đó các bạn biết là cái bột bánh Hồng Kông egg puff đó, ngoài việc làm bánh Hồng Kông egg puff, các bạn có thể làm crepe nè, có thể các bạn có thể làm bánh ngàn lớp nè, với lại matcha mà các bạn whip lên với lại heavy cream cũng làm được cái bánh matcha mà bánh ngàn lớp đó mà Thu Hương đã làm rồi. Thu Hương đã cho lên cái Instagram Cafina bánh ngàn lớp, matcha ngàn lớp đã làm rồi. Ngày hôm nay nếu mà các bạn coi chương trình bánh crepe của bếp Quốc Việt, mời các bạn email orders có chữ S at quocvietfood.com và nhớ nói thêm rằng là tôi đã coi chương trình bánh crepe của chương trình bếp Quốc Việt, chắc chắn rằng các bạn sẽ được một phần một cái phần giảm giá mà ngạc nhiên cho các bạn. Thương rất là cảm ơn Kim Phượng. Kim Phượng có thể nói một tiếng Pháp để mà chào tạm biệt với khán giả của bếp Quốc Việt. Merci tout le monde. Très bien. Bếp Quốc Việt crepes. Thank you so much. Các xin hẹn các bạn vào chương trình tới với các món ăn mà kỷ niệm trong cái mùa chay sẽ không nấu với thịt, sẽ có những cái món ăn tráng miệng rất đặc biệt. Nhớ theo dõi và bấm like và share và nhớ và cho subscribe và comment nữa. Cảm ơn các bạn đã comment cho Thu Hương qua bếp Quốc Việt @gmail.com hoặc là kitchen@quocviet.com. Au revoir. Au revoir.